điều gì sẽ xảy ra với trái đất nếu chiến tranh nguyên tử xảy ra giữa Hoa Kỳ và Nga. Vũ khí nguyên tử hay là hạt nhân là những thiết bị có sức hủy diệt cực lớn, có khả năng sang bằng toàn bộ các thành phố và kết thúc nền văn minh nhân loại. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các vũ khí nguyên tử trên thế giới cùng một lúc được khai hỏa? Chúng ta ít nhiều ý thức được sự tàn phá của nguyên tử qua các bộ phim điện ảnh nhưng nhóm các nhà khoa học hoa kỳ đã nghiên cứu về thảm kịch này và báo động cho toàn cầu về hậu quả của một cuộc chiến tranh nguyên tử tính cho đến nay thì chỉ có hai quả bom nguyên tử đã được sử dụng trong chiến tranh tại hiroshima và nagasaki nhật bản trong thế chiến thứ hai cả hai quả bom này đã cho thế giới thấy sức tàn phá và hủy diệt khủng khiếp của chúng nhưng không vì vậy mà các kho dự trữ nguyên tử giảm xuống, nhất là sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Số lượng đầu đạn nguyên tử tăng lên một cách nhanh chóng. Sức nổ của vũ khí nguyên tử thường được đo bằng kiloton hoặc là nghìn tấn TNT. Quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản có sức nổ là 16 kiloton hoặc là 16.000 tấn TNT. Đầu đạn W87 được gắn trên hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa minute 3, có sức nổ là 300 kiloton. Bom nguyên tử B-83 mà máy bay thả bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ mang theo có sức nổ lên tới 1.2 megaton. Theo nguồn tin từ International Business Times, Nga và Hoa Kỳ là hai cường quốc mạnh nhất trên thế giới từng khoe khoang về việc sở hữu những vũ khí trị giá nghìn tỷ Mỹ Kim. Vì cả hai quốc gia này đều là cường quốc nguyên tử, nếu cuộc chiến tranh giữa hai cường quốc này xảy ra sẽ xảy ra một trận đại hồng thủy. Một báo cáo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí nghiên cứu địa vật lý Atmospheres đã phân tích những tác động có thể xảy ra của cuộc chiến tranh nguyên tử trong tương lai giữa hai cường quốc này và những phát hiện này khiến cho người ta kinh ngạc. Báo cáo nghiên cứu tiết lộ rằng các đám mây cháy do vụ nổ nguyên tử gây ra sẽ đưa vào khoảng 150 tỷ kg bồ hóng là một chất dạng bột hoặc là vẫy màu đen bao gồm phần lớn là carbon vô định hình vào bầu khí quyển. Các đám mây bồ hóng sẽ chặn tia nắng mặt trời chiếu xuống trái đất và hành tinh sẽ bị kéo về trạng thái tối hoàn toàn gây ra hiện tượng cháy nắng và ung thư trên người và có thể gây ra sự mất cân bằng DNA, thậm chí là đột biến ở một số loại cây trồng. Vụ nổ cũng sẽ dẫn đến một mùa đông nguyên tử và nhiệt độ trung bình sẽ giảm xuống 9 độ C. Các chuyên gia tin rằng phải mất ít nhất là 7 năm để trái đất thoát khỏi bóng tối và ánh sáng sẽ trở lại trạng thái bình thường chỉ sau 10 năm. Trong những năm đó, gió mùa sẽ biến thể và bầu khí quyển sẽ biến đổi đáng kể của chu kỳ El Nino các nhà khoa học khí tượng và môi trường tại hoa kỳ đã dùng mô hình toán học để diễn tả điều gì sẽ xảy ra sau một cuộc chiến tranh nguyên tử quy mô mà các nhà khoa học nghiên cứu là một cuộc xung đột nguyên tử nhỏ xảy ra trên một khu vực nhất định business insider đưa tin theo đó ngay sau khi cuộc chiến diễn ra Nhiệt độ toàn cầu sẽ giảm từ 2 cho đến 3 độ, lượng mưa trung bình hàng năm sẽ giảm đi 9%. Sự thay đổi này đủ gây ra thiên tai và dịch bệnh trên quy mô toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của con người. Hậu quả sau đó sẽ dẫn đến hạn hán, mất mùa và nạn đói ở nhiều nơi trên thế giới. Đáng chú ý nhất là trái đất phải mất tới 1.000 năm sau đó mới có thể lấy lại nhiệt độ bình thường như trước khi trận chiến xảy ra. Nếu trước đây chúng ta chỉ thường thấy cảnh chiến tranh nguyên tử trên phim ảnh hoặc là trong các tiểu thuyết, sách báo, giả tưởng, thì giờ đây các nhà khoa học muốn cụ thể hóa những tác động của nó đối với trái đất và con người. Để thực hiện điều đó thì nhóm nghiên cứu đã giả định một cuộc chiến tranh nguyên tử giữa hai nước X và Y. Và đỉnh điểm của cuộc chiến, 100 đầu đạn nguyên tử sẽ được thả xuống tiểu lục địa Ấn Độ. Mỗi đầu đạn có kích thước tương đương với trên quả bom do quân đội Hoa Kỳ thả xuống thành phố Hiroshima hồi Thế chiến thứ hai. Đây là viễn cảnh có khả năng xảy ra nếu căng thẳng giữa Ấn Độ và các quốc gia láng giềng Pakistan leo thang. Các nhà khoa học nhấn mạnh đây chỉ là giả thuyết và hoàn toàn không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Trong khi đó, lượng vũ khí nguyên tử Pakistan và Ấn Độ ít hơn rất nhiều so với các cường quốc Nga và Hoa Kỳ. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra sau đó? Sau đây là những gì nhóm nghiên cứu ước tính được. Nếu 100 đầu đạn nguyên tử cùng nổ sẽ tạo ra 5 triệu tấn carbon đen sẽ ngay lập tức xâm nhập vào bầu khí quyển. Carbon đen sẽ hấp thụ lượng lớn nhiệt năng từ mặt trời, do đó lượng nhiệt tiếp cận với trái đất sẽ giảm đi đáng kể. Sau một thời gian thì carbon đen sẽ rơi xuống theo mưa, nhưng các nhà khoa học không thể xác định chính xác thời gian chúng biến mất khỏi bầu khí quyển. Sau một năm thì nhiệt độ trung bình trên toàn trái đất sẽ giảm 1.1 độ C. Sau 5 năm, nhiệt độ trái đất sẽ giảm 3 độ C. Nhưng 20 năm sau, nhiệt độ trái đất sẽ tăng lên và chúng ta chỉ lạnh hơn 1 độ C so với trước khi chiến tranh nguyên tử nổ ra. Nhiệt độ giảm xuống kéo theo lượng mưa mà trái đất nhận được cũng giảm xuống. 5 năm sau cuộc chiến thì lượng mưa trung bình sẽ giảm đi 9% so với bình thường. Tình trạng này tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo, phải mất 26 năm sau chiến tranh thì lượng mưa mới tăng được 4.5%. Tuy nhiên, nó vẫn ít hơn 4.5% so với trước khi chiến tranh nguyên tử. Từ năm thứ hai cho đến năm thứ sáu sau cuộc chiến, mùa trồng trọt sẽ mất đi từ 10 đến 40 ngày tùy khu vực. Các phản ứng hóa học do cuộc chiến để lại sẽ ăn mòn tầng ozone của trái đất. Năm năm sau cuộc chiến, tầng ozone sẽ mỏng hơn từ 20 cho đến 25%. Mười năm tiếp theo, tầng ozone có thể được phục hồi nhưng vẫn mỏng hơn 8% so với trước khi chiến tranh xảy ra. Một tầng ozone mỏng đi, lớp bảo vệ trái đất cũng bị suy yếu và lượng cực tím của mặt trời sẽ khiến cho con người bị cháy nắng nhiều hơn. Chưa dừng ở đó, Ken Kutcher còn đặt thêm giải thuyết rằng nếu con người khai thác toàn bộ uranium trên trái đất với sản lượng ước tính 35 triệu tấn thì con số này đủ để chế tạo 10 tỷ quả bom nguyên tử. Việc cho nổ tất cả những quả bom này sẽ tạo ra một cuộc đại tuyệt chủng lớn giống như vụ va chạm giữa một tiểu hành tinh với trái đất khiến cho loài khủng long bị tiêu diệt, nhưng lần này sẽ là sự kết thúc của kỷ nguyên loài người. Trong một nghiên cứu khác được thực hiện hồi năm 2013, Hiệp hội quốc tế các bác sĩ chống lại chiến tranh nguyên tử đã ước tính sẽ có hơn 2 tỷ người sẽ chết đói sau khi 100 quả bom nguyên tử được sử dụng sau cuộc chiến. Đó là một hậu quả mà các nhóm nghiên cứu hình dung ra về viễn cảnh sau một cuộc chiến tranh nguyên tử. Mục tiêu của nhóm nghiên cứu là kêu gọi các nước ngừng chế tạo và tiêu hủy vũ khí nguyên tử trong tương lai. Hiện nay ước tính có khoảng 17.000 đầu đạn nguyên tử vẫn còn được tích trữ trên khắp thế giới. Theo ước tính về đầu đạn và bom nguyên tử, Nga dẫn đầu thế giới với 8.420, Mỹ có 7.650, trong khi Anh quốc sở hữu 225, Pháp có 300 và Trung Cộng có 240. Hồi những năm 1980, các nhà khoa học đã dùng mùa đông nguyên tử để diễn tả viễn cảnh sau chiến tranh nguyên tử. Theo đó, các vật liệu sau vũ nổ sẽ che kín bầu trời khiến cho ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuống trái đất và sẽ có mùa đông kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, đối với nghiên cứu này, bằng cách áp dụng các mô hình tính toán tương đương với ước tính biến đổi khí hậu toàn cầu, các nhà nghiên cứu vẽ ra một bức tranh chi tiết cụ thể hơn về tác động của cuộc chiến tranh nguyên tử đối với trái đất. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, thì chiến tranh nguyên tử vẫn để lại những hậu quả nghiêm trọng, lâu dài, có ảnh hưởng đến sự tồn tại của nhân loại. Việc Hoa Kỳ và Nga sử dụng vũ khí nguyên tử theo cách này sẽ gây ra những hậu quả tai hại trên toàn cầu. Cuối cùng, việc cắt giảm kho vũ khí nguyên tử và giải trừ vũ khí nguyên tử của tất cả các bên có khả năng sử dụng nguyên tử là cần thiết. Cách đây không lâu thì Nga thông báo rằng một vụ nổ nguyên tử xảy ra trong quá trình thử nghiệm động cơ hỏa tiễn gần thành phố sero avet khi những bí ẩn chung quanh vụ tai nạn xuất hiện các nhà phân tích cho rằng vụ nổ nguyên tử này là một dấu hiệu rõ ràng về các thí nghiệm quân sự bí mật của nga xét cho cùng thì tai họa của một cuộc chiến tranh xảy ra dù ở quy mô lớn nhỏ nào cũng gây ra hậu quả lớn nhiều mặt và lâu dài đến loài người trên toàn cầu